Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1. Tổng quan về tuổi tân hợi 1971 nữ mạng năm 2022 nhâm dần. Nữ mạng năm 1971 tuổi tân hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là khuyên dưỡng chi chư, tức lợn nuôi nhốt. Mệnh kim thoa xuyến kim nghĩa là vàng trang sức. Mệnh kim gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, bình thường. Địa chi, hợi gặp dần, lục hợp. Thiên can, tân gặp nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao Thái Dương cát tinh, làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Vận hạn, hạn địa võng, hạn gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vận niên, cầu cuồng phong. Thái tuế năm 2022, phạm Thái tuế phá Thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai. Tuổi Kim Lâu năm 2022, không phạm Kim Lâu, năm này bản mệnh có thể kết hôn cưới hỏi. Hạn Hoang ốc năm 2022, không phạm Hoang ốc, bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. Hai, sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng. Sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh, chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành Hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành Hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh, làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch là hung thần hao tốn của cải. Nhiều quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới, tuy nhiên với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng. Gặp hạn địa võng nhiều nỗi buồn than, kiêng kỵ đi với ai đó lúc tối trời không nên cho người ngủ nhờ ngủ trọ tránh mua đồ quốc cấm đồ lậu đặc biệt lời ăn tiếng nói dày già dà đa đoan viết về sao địa võng và hạn này có câu thơ như sau địa võng nhiều nỗi buồn than lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già dà. ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối thị phi tranh cãi bị hiểu lầm mang tiếng xấu vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu phiền muộn buồn giàu khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiên kỵ điều giữ, làm theo điều lành, như là Về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời. Khi có công chuyện xảy ra, nên cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy với có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi, đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ tình ngay lý gian. Thậm chí, người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu, một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng cầu cuồng phong là hình tượng chó bị gió độc điều này báo hiệu một năm không may mắn nhiều đối với bản mệnh nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời thì vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì ngoài ra trong năm này sức khỏe của bạn không được tốt cần hết sức lưu ý về phương diện công việc sự nghiệp thì trong năm nay bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ hạn chế thay đổi trong năm gặp vận niên này bạn nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc chờ thời cơ. Trong năm gặp vận niên cầu cuồng phong, bản mệnh có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ, cẩn thận giữ mình, tránh cãi vã tranh chấp. Năm, tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn Thái Tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm sung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi tân hợi 1971 nữ mạng phạm hạn thái tuế phá thái tuế. 6. Tuổi tân hợi 1971 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm tị Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Tân Hợi theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, kỷ Tỵ, canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có bốn dạng đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam phạm tuổi người Nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản có nuôi vật nuôi theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một ba sáu tám thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi tân hợi 1971 nữ mạng là 52 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà, kết hôn cưới hỏi. 8. Tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi tân hợi 1971 nữ mạng là 52 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.